là một đợt bão to nhất từ trước đến nay khi đến Hạ Long. Nhà hàng thì phải chịu thiệt hại như là rụng hết các biển tên nhà hàng, trần thì thạch cao thì bị sập, bị sẽ xuống, mái tôn thì có khả năng không còn ấy được nữa thì phải sửa chữa rất là nhiều. Nói chung là thiệt hại rất là nặng nề. Gió nó đang chiều này không nhỉ? Chiều này. Ông to hơn à, to như là cái trận quá hơn cả cái trận bão của năm 2020. Cũng đứng ở ngoài Quảng Ninh một lần. Ở đây á, Hải Phòng là lần này năm nay là năm thứ 2 thôi. Lần trận 2. Cửa lên trần nhà nó không còn mái luôn. Bay hết tất cả mái tôn trước mái hết. Từ nhá, vâng, từ nhá, không lùi tí nhá, không để đụng không.